Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Kết quả vòng 5 giải Ngoại Anh, Newcastle và Leeds United hòa nhau với tỷ số 1 đều. Wolves thất bại 0-2 trước Brentford. Burnley thất bại 0-1 trước Arsenal. Liverpool giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace. Manchester City để Southampton cầm hòa với tỷ số 0 đều. Norwich City thất bại 1-3 trước Watford. Aston Villa giành chiến thắng 3-0 trước Everton. Brighton đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1. West Ham thất bại 1-2 trước Manchester United. Chelsea đánh bại Tottenham với tỷ số 3-0. Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất tính đến ngày hôm nay như sau. Chelsea dẫn đầu với 13 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 13 điểm, Manchester United đứng thứ 3 với 13 điểm, Brighton đứng thứ 4 với 12 điểm, Manchester City đứng thứ 5 với 10 điểm, Everton đứng thứ 6 với 10 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 9 điểm, West Ham đứng thứ 8 với 8 điểm, Brentford đứng thứ 9 với 8 điểm, Aston Villa đứng thứ 10 với 7 điểm, Watford đứng thứ 11 với 6 điểm, Leicester City đứng thứ 12 với 6 điểm, Arsenal đứng thứ 13 với 6 điểm, Crystal Palace đứng thứ 14 với 5 điểm, Southampton đứng thứ 15 với 4 điểm, Wolves đứng thứ 16 với 3 điểm, Leeds United đứng thứ 17 với 3 điểm. 39 cuối cùng là Newcastle United, Burnley và Norwich City. Lịch thi đấu vòng 6 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 18:30 ngày 25 tháng 9. Chelsea đấu với Manchester City. Cũng vào lúc 18:30, Manchester United đấu với Aston Villa. Vào lúc 21:00, Everton đối đầu với Norwich City. Leeds United gặp West Ham. Leicester City tiếp đón Burnley trên sân nhà. Watford đọ sức với Newcastle United. Vào lúc 23:30 ngày 25 tháng 9, Brentford đối đầu với Liverpool. Vào ngày 26 tháng 9, Southampton đối đầu với Wolves vào lúc 20:00. Vào lúc 22:30, Arsenal đối đầu với Tottenham. Ngày 28 tháng 9 sẽ ra trận đấu cuối cùng. Vào lúc 2:00, đó là cuộc so tài giữa Crystal Palace với Brighton. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.